đã chăn nuôi Bến Tre. Hôm nay lên bộ mẹ con nè, mẹ kem cọp, con được kem muối ha. Thì mời cô chú xem nội dung thấy cả nghĩ mua thì liên hệ cho em nè. Đó, mẹ đang con lứa thứ hai ha. Trước mặt chúng ta là bộ kem cọp đầu trụi ha, sái mặt sái lưng là nghiêm chỉnh nha. Mẹ là đang con lứa thứ hai đó, chân cẳng nè cô chú chị, không có bú ép xe xuống đúng ruột hết. Mẹ con là độ ăn uống lắc tạp ăn luôn chú chị, thấy không? Chân trước nè, đây đúng nè, bài bản nha, lắc mát sữa luôn. Tuy nhiên mẹ là bầu sữa nhỏ ăn, nhưng mà nó lắc mát sữa, nó không có bầu sữa, không có nhầm, có hay bầu sữa nhỏ, có bầu sữa bự ha. Đó, con mẹ thì bầu sữa nhỏ nhưng mà mát sữa lắm cô chú chị, bầu sữa nó không to, vừa vừa ha, thấy không? Chân cẳng nè, hiện cái muối tầm 2 tháng ha, 2 tháng bò đó, cái muối nè 2 tháng bò ha, đít nè thác thăng luôn. Đực muối với lộn chú chị ha, được kem muối ha, đực nha đó. Tầm 2 tháng mẹ là sấy lưng nghiêm chỉnh nha cô chú chị, sấy lưng sấy mặt nghiêm chỉnh, mẹ đầu trụi à. Sấy mặt sấy lưng nghiêm chỉnh nha à. Đó. Ha. Con được kem, được kem là lắc nó mát sữa luôn đó, được kem là thác thăng không, tầm được kem là 2 tháng nè cô chú chị ha. Rồi thì bỏ mẹ con này anh chủ nhà anh bán giá là 30 triệu bao xếp ha. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng ý được bỏ mẹ con này thì liên hệ ha. 30 triệu bao xếp. Với mẹ nhắc lại, mẹ chiều cao đo ngay sái là 1m3 bò ha. Mà đo không sao phải 1m36 bò ha chú chị. Đó, mẹ càng lớn. Em con lớn thứ hai ha. Đây. Đúng miếng chú bài bản nha. Đó. Đít nè, đực nè. Bỏ mẹ con đực kem ha, mẹ là mẹ kem cọp sọc cọp nè cô chú chị, mẹ là mẹ cọp ha, sọc cọp nè, thấy không? Kem cọp, con là con được kem muối đó. Thì cô chú anh chị nào có nhà ý mua cái bộ mẹ con này về mình phát triển kinh tế thì liên hệ cho em ha. Đây mẹ cũng là dài đòn ha, tàn lớn dài đòn lỏng lãnh, chân cẳng mẹ con là không có bị dùng đau ấp xe súng lún xuống thuộc hết, bao toàn bộ ha. Đó. Đít nè cô chú vậy không, còn đực nè, đực kem nè cô chú vậy, tầm 2 tháng lú lú ha. Đó. Đó. Đó, thì cô chú chị nào thấy ưng ý bộ mẹ con này thì liên hệ cho em ha. Mẹ con giá tiền rất hợp lý nè, quay tầm xa cho cô chú chị thấy rõ nè, đồ ăn uống nó rất là dữ dằn luôn. Đó. Mẹ con đít muối được ha, mẹ con được, mẹ kem con được kem luôn, mẹ dẫn kem cọp, giá tiền là 30 triệu bao ship trong vòng 200 km cho cô chú chị về ha. Đó. Ra đây mỏng nhiều chứ gì. Bò thì em quay tầm xa thấy rõ ràng, đứng xa chú chị mình coi kỹ ha. Mua được cô chú vị, được thác thăng được luôn, mẹ đầu trụ rủi luôn ha, mẹ con đầu trụ rủi được nè. Đợt này thì nó vuông bò, rưng dai đít nở vuông dặn bò luôn. Rồi giờ hình ảnh cũng gửi đầy đủ cho cô chú anh chị mình xem rồi đó, mong cô chú anh chị mình thấy ưng ý được mua thì liên hệ cho bên em ha. Được nè,
đó. Mẹ cái kem cọp con được cái muối giá tiền là 30 triệu bao ship cho cô chú anh chị mình trong vòng 200 km ha. Whoa!